đừng cảm lên. Chú Thọ với lại nói với bạn Nai là này, Nai sao là bạn Nai hút thuốc trong rừng như vậy, rất là hại cho sức khỏe và dễ gây cháy rừng nữa. Bạn phải học tập như Thọ nè. Bạn phải sáng nào cũng tập thể dục tung tăng theo Thọ. Cùng đi nhé. Và sau đấy là Thọ và Nai cùng gặp sau sau mình làm con gì đây? Cú. Cú hả? Cú. Cú. Và cú đang ngồi có cái gì nữa chưa tới chích đâu. Đập đá. Đang ngồi cuốn cần sa. Chuyên nghiệp đấy. Mày thở với lại này cuốn. Bạn không được cuốn cần sa trong rừng và bạn không nên sử dụng nó. Nó là một điều không tốt cho sức khỏe và ảnh hưởng đến những người khác nữa. Bạn phải học tập như Thỏ và Nai nè. Trái nào cũng phải tung tăng đi tập thể dục để lấy sức khỏe và cho mọi người thấy được cái sự lành mạnh. Cùng đi okay. Nhé. Ok, chơi luôn. Cho chùm cuối lên đi Thùy. Chùm cuối Thùy. Chị Thùy lên làm chùm cuối. Em mình Thùy Candy lên đóng vai con. Chùm cuối. Chùm cắt hết không sao. Chùm cuối có khác. Đi nha. Và sau đó là Thỏ cú mà Nai lại tiếp tục tung tăng và đang gặp sư tử. Sư tử đang ngồi chích. Chích đi chị. Sư tử đang ngồi chích. Đập lại một lần nữa. Đập. Xong, bạn hậu mới nói kìa Nai. Sư tử đang chích kìa, lại khuyên sư tử đi. Không có đoạn này à? Sáng tạo. Không, họ mới lại bảo Nai sư tử, bạn không được sử dụng chất độc hại như vậy trong rừng. Như vậy là không tốt cho sức khỏe và gây ảnh hưởng cho những người khác nữa. Bạn phải học hỏi theo Nai. Cú Nai và Thỏ nè. Sáng tạo cũng sáng nào cũng phải đi tập thể dục và tung tăng để giữ sức khỏe như ba tụi mình nè, cùng đi nhé. Ờ đoàn kết như nào? Đoàn kết như nào? Cái này là Thỏ mình điêu quá là mới bị đánh chứ không phải. Cả bác không phải đánh. Không phải là do hút thuốc lắc đúng không ạ? Thực ra câu kết của cái chuyện này là ai cũng biết rồi, nhưng mà nãy giờ Gil không thể nào mà bị phạt mình được. Gil phải hằng những người nãy giờ hằng Gil. Bây giờ nếu mà mọi người có... Mọi người có cười rồi, Gil phải phạt tiếp mà. Còn kể sao mọi người không cười, nãy giờ cười ngặt nghẽo luôn. Không quan trọng là cái kết này đâu có ai cười nữa. Nãy giờ thấy toàn ban tổ chức. Mọi người mới có cười ngặt nghẽo hơn mà. Bạn áo caro dưới kia có cười kìa. Cười mỉm mà. Mọi người cười to lên ạ. Thế nghe là có bao nhiêu hình phạt lấy ra hết đi, tôi làm lần luôn nè. Thế tôi gì vui nữa. Mình sẽ nhanh. Ok, xin mời thầy về chỗ. Không thì thầm. Thầy mùa xuân.